Phải sống, hành trình từ chiến tranh đến tự do của một bé gái mồ côi là hồi ký về cuộc đời nhiều mất mát, đau thương của tác giả Vân B. Choate vừa được nhà xuất bản Phụ Nữ ra mắt vào tối 8 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồi ký này được dịch ra từ nguyên bản tiếng Anh mang tựa đề Undaunted, a Memoir. Undaunted, a Memoir được viết từ năm 2013, đã nhận được giải bạc danh hiệu tác phẩm tạo sự khác biệt và truyền cảm hứng do Mỹ trao tặng và giải quyển sách truyền cảm hứng của năm từ Ewen Award. Quyển sách kể về cuộc đời của Vân B. Choate, một Việt kiều Mỹ. Cô là một đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh, mồ côi từ lúc lên 4 tuổi, bị đánh đập, bị lạm dụng và bị tai nạn hủy hoại cả khuôn mặt. Không dừng lại ở đó, chồng cô qua đời từ khi còn rất trẻ, để lại người vợ trẻ nuôi hai con trên đất Mỹ. Dù bi kịch, chất chồng bi kịch, nhưng ở người phụ nữ này luôn toát lên nghị lực kiên cường. Không những sống sót mà còn sống tốt. Những đau đớn không làm trái tim khô cạn tình người, mà ngược lại, cô vẫn sống, yêu thương và hóa giải những hận thù nghiệt ngã đã đi qua cuộc đời đầy giông bão của mình. Vân B. Choate sinh ra tại Rạch Giá, Kiên Giang khoảng năm 1960. Ông bà ngoại là người miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Mồ côi từ năm 4 tuổi, Vân cùng ba anh chị em khác đã phải chia ra sống nhờ vào nhiều gia đình khác nhau. Các anh chị em của cô lớn lên bằng sự đùm bọc yêu thương lẫn sự ghẻ lạnh hắt hủi của họ hàng. Năm 1968, Vân được người chồng Mỹ của dì nhận nuôi và sau đó sang Mỹ tiếp tục học tập và sinh sống. Cô kết hôn năm 20 tuổi và có hai con. Khi đứa con lớn 4 tuổi thì chồng cô qua đời vì bệnh ung thư xương. Vân vừa một mình nuôi con, vừa hoàn thành chương trình đại học, sau đó là thạc sĩ. Tác giả từng làm việc cho Bộ Tư lệnh Vật liệu Không quân ở Tinker AFP và Trung tâm Hệ thống Tên lửa và Không gian USAF ở Los Angeles. Tác giả chia sẻ, quyết định đưa hồi ký đời mình đến đông đảo độc giả như một lời động viên cho những ai đang cảm thấy tồi tệ trước cuộc sống khó khăn. Không hận người, không trách đời, không đổ lỗi cho hoàn cảnh và luôn cố gắng sống tốt với tất cả sự mạnh mẽ, nghị lực và lạc quan là những gì độc giả có thể tìm thấy trong quyển sách này. Phải sống, vì chết chưa bao giờ là mục đích của đời người.